Chương trình Thế giới trong tầm tay do anh Trần Nguyên Thắng là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours tại miền Nam California và do Đinh Quang Anh Thái phụ trách. Trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV. Chào anh Trần Nguyên Thắng, người vừa mới trở về từ một quốc gia nào đó trên thế giới, tôi không biết. Chào quý vị khán thính giả, chào anh Thái. Anh vừa mới từ đâu về? Tôi vừa mới ở bên Bhutan và Nepal. Bhutan và Nepal. Nước của nóc nhà trên thế giới. Tí tôi sẽ hỏi anh tại sao lại như vậy. Nhưng mà cái điều đầu tiên tôi muốn hỏi để tôi học hỏi là thế này này. Người Việt Nam mình thường thường mà gọi tên của một quốc gia trên thế giới, có lúc thì mình gọi tên dịch ra tiếng Việt, có lúc thì mình giữ nguyên tên bằng tiếng Anh hoặc là cái tên của cái xứ người ta, tức là phương ngữ. Tôi đưa một thí dụ, Ấn Độ chẳng hạn, tức là tên tiếng Anh là India, phải không ạ? Đúng rồi. Sri Lanka thì người Việt Nam mình dịch là Tích Lan. Rồi giả dụ cái thành phố San Francisco đó, của nước Mỹ đó, ở tiểu bang California thì mình dịch là Cựu Kim Sơn. Anh đi nhiều mà anh lại là dân học bên Nhật, anh cũng học chữ Nho, chữ Hán, chữ Nhật vân vân. Tại sao nó lại kỳ vậy? Thực ra thì những cái ngôn ngữ bằng cái tiếng bản xứ, nhiều khi ta đọc sang đó thì chúng ta phải biết ngày xưa tiếng Việt Nam mình nằm trong tiếng Hán, như gọi là Hán Việt. Thế tuy nhiên thì người Trung Hoa họ đã có những cái danh từ Hán của họ. Thành thử khi mà họ dịch từ cái âm ngữ từ một cái tiếng bản xứ sang đó, thì họ dịch như vậy, tốt nhất là họ dịch theo cái lối qua cái chữ Hán của họ. Và cái người Việt Nam mình khi mà đọc cái chữ Hán của người Trung Hoa đó, thì mình lại dịch sang tiếng Hán Việt. Thành thử đó là cái ý nghĩa tại sao có cái nghĩa là tên là Ấn Độ, tên là Tích Lan. Nhưng mà nếu chúng ta đọc tiếng Trung Hoa không thì nó không có nghĩa là Ấn Độ mà Tích Lan. Nó phải đọc một cái âm khác chẳng hạn. Thế anh nói về vấn đề người Hoa đó, người Trung Hoa dùng cái tiếng Hán nào dịch, tôi nói cái hồi còn bé mình đọc. Cái chữ tiếng Anh inspiration, tức là mình gọi là hứng khởi hay là một cái gì đó nó tạo cho mình một cái tư tưởng gì đó, đại khái như vậy. Họ dịch là in sĩ phi lý thuần. Thì bây giờ mà mình đọc cái chữ thì mình chịu thua. Thì đúng, cái vấn đề là chịu thua là cái lý do, tại vì cái tiếng Hán Việt bây giờ mình quên nhiều quá rồi. Thành ra mình khi mình dịch sang như vậy đó, mình phải dịch ra từng chữ. Nhưng mà đôi khi dịch như vậy đó, nó không có mang cái ý nghĩa gì cả. Mà cái ý nghĩa của nó là chỉ là cái âm của nó giống như cái tiếng mà nguyên thủy của nó thôi. Anh vừa mới đi Bhutan về thì Bhutan có dịch không? Bhutan thì người Việt Nam mình không có dịch chữ Bhutan. Nếu tôi nhớ không lầm thì vẫn dịch là chữ đọc là Bhutan thôi. Tí nữa tôi xin nhờ anh nói về cái địa lý, địa dư của Bhutan nằm ở những nước nào vân vân. Và cái, tại sao được gọi là nóc nhà của thế giới. Thưa anh, Bhutan có nằm gần Ấn Độ? Bhutan là nằm ngay sát cạnh Ấn Độ và cái biên giới của Ấn Độ và Nepal và Bhutan nó là chung một cái biên giới với Ấn Độ. Thành thử nếu mà chúng ta đi về Bhutan á, thì đầu tiên là chúng ta cứ hình dung về phía bắc của Ấn Độ. Đó có một dãy đất nước nằm trên dọc theo cái phía bắc của Ấn Độ và nằm dọc theo cái dãy núi Himalaya Sơn và Himalayas á. Thành ra trên cái vùng đó thì người ta gọi là cái vùng nóc nhà thế giới. Thì như anh Thái biết, Himalaya, tức là Himalaya Sơn đó. Cao nhất đấy. Nó có những cái đỉnh núi mà coi như là cao nhất thế giới. Bhutan không phải là một quốc gia Phật giáo, một đất nước Phật giáo. Hoàn toàn là một đất 100%. Nước Phật giáo. Thế là giống Sri Lanka. Có thể 90%. Như vậy là, thí dụ, chung quanh đó là có Tây Tạng, có Sri Lanka, có Bhutan. Nepal nữa không? Nepal nữa. Đều là các quốc gia Phật giáo. Không. Nepal là một quốc gia mang tính tôn giáo của họ là Hindu, Ấn Độ giáo, Bà La Môn đó. Còn trong khi đó thì Tây Tạng thì là Phật giáo Tây Tạng, còn Bhutan là Phật giáo Bhutan. Mặc dù hai cái tôn giáo nó có gần, có những cái điểm chung với nhau, nhưng mà nó vẫn hơi khác nhau một chút. Nói về một đất nước thì chúng ta hay nói tới thủ đô. Tôi nói thí dụ như Ấn Độ, hạn trước kia mình hay nói là New Delhi. Nhưng mà tôi chả hiểu tại sao sau này họ lại cắt chữ New để họ đừng chữ Delhi không? Thực ra khi ở Ấn Độ thì chúng ta cái thành phố chính của nó là Delhi. Và dĩ nhiên nó có cái phố cổ và phố mới. Thì cái phố mới thì gọi là New Delhi. Thế tuy nhiên thì bây giờ người ta có thể bỏ cái chữ đó đi nhiều rồi. Tại vì bây giờ cái không có gì New nữa cả. Thành ra người ta nói chung là Delhi. Việt Nam mình dịch ngày xưa là Tân Delhi đấy. Tân Delhi. Hay là Mông Cổ chẳng hạn là thủ đô là Ulan Bator phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Thế thủ đô của Bhutan là gì? Thủ đô của Bhutan gọi là Thimphu. Thimphu, không nghĩa gì hết. Có nghĩa gì không? T-H-I-M-P và chữ U. Có nghĩa gì không? Thì tên nó là Thimphu. Thì người ta nói cái đây là một cái khu vực, nó là một cái thung lũng. Như anh để ý là Bhutan là một cái đất nước là nằm dọc trên cái dãy núi Himalaya Sơn. Cái thành phố mà thấp của họ cũng là khoảng 1.3 km.
độ cao đó, và cái thành phố cao nhất là cũng phải trên 3.000 mét. Thành thử đó là một trong những cái đất nước mà nằm dọc trên cái triền núi của Hy Mã Lạp Sơn xuôi về đông nam của Á Châu. Và hầu như là Bhutan là một đất nước coi như là đi xuống nữa thì đi đến Vân Nam, đến Miến Điện, và đó là cái chỗ chấm dứt của Hy Mã Lạp Sơn. Dãy núi Hy Mã Lạp Sơn là dài khoảng 2.400 cây số, và nó nằm dọc trên biên giới với Ấn Độ, với Nepal và với Bhutan. Thường thường nói về một cái đất nước để mình học, tôi người ta bảo là học thầy không thầy học bạn. Cứ mỗi lần học được nghe anh nói chuyện về các chuyến đi xa đó, thì tôi chỉ mong là được bám theo đuôi máy bay để đi theo anh thôi. Anh nói cho nghe rõ một chút về Bhutan, về dân số, về thủ đô Thimphu phải không? Đúng rồi. Và những cái nét đặc thù về mặt văn hóa của đất nước này. Nói đến Bhutan thì chúng ta thấy có một số những cái điểm và di tích lịch sử về văn hóa, về tôn giáo, và họ có nhiều cái nét rất là đặc biệt, khác hẳn với những cái gì mà chúng ta thường hay gặp ở trong cái suy nghĩ của người Việt Nam nói chung, hoặc là văn hóa của Trung Hoa. Thành thử khi nói đến Bhutan á, thì chúng ta phải nói đến Phật giáo, như Phật giáo Bhutan nó rõ ràng. Và sau đó thì chúng ta phải nói đến cái kiến trúc của Bhutan, và nói đến những cái cổ thành, pháo thành, thành lũy của Bhutan, đó là những cái tên gọi là Dzong. Và sau đó là chúng ta phải nói đến cái nhân sinh quan và cái tôn giáo, về cái vũ trụ quan của cái người Bhutan. Họ có rất là nhiều điểm để chúng ta học hỏi. Chúng tôi trở lại ngay chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng, là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours, sau ít phút thông tin thương mại. Thưa anh Thắng, người dân Bhutan, tức là dân tộc Bhutan, về cái mặt nhân dáng ra sao? Tóc màu gì, mắt màu gì, mũi có cao không, da màu như thế nào? Thực sự mà nói đến cái vóc dáng thì người Bhutan, chúng ta qua một số những video clip thì quý vị có thể hình dung được cái người Bhutan, cách ăn mặc của họ. Và đồng thời họ không phải là những người quá thấp. Cái trung bình có lẽ họ cũng giống như người Việt Nam của chúng ta hiện tại đó. Tức là trung bình có thể trên 1.6 đến 1.7. Thì có lẽ đó là nam giới. Nhưng mà cái lối trang phục của họ làm cho họ khác hẳn với tất cả thế giới bên ngoài. Chẳng hạn họ khác hẳn người Miến Điện cũng mặc sarong, họ khác hẳn họ người... mặc sarong. Không, họ mặc cái gọi là go, là cái trang phục cho nam giới. Và giống như là một cái áo, không biết nói sao, áo mà chúng ta gọi là áo ngủ mà chúng ta mặc á, thì chúng ta hình dung nó giống như vậy. Dĩ nhiên là nó giống như một cái áo mà gấp từ trái phải gấp lại với nhau. Và tưởng là giống như họ mặc váy, nhưng mà thực sự họ mặc theo cái lối gọi là go, là trang phục cho đàn ông. Và trang phục của nữ giới nó gọi là kira. Và đó là trang phục mà tôi cho là dễ thương. Nó rất là có nhiều cái hữu dụng. Mặc dù họ mặc cái áo như vậy đó, họ có thể bỏ những cái món đồ, món quà, món hoặc tiền bạc họ cất hết bên trong. Thành thử họ che giấu rất là hay. Và họ chuyên chở và họ có thể làm bất cứ một cái công việc nào cũng bình thường, nhưng mà tôi thấy nó rất là tiện lợi. Thế tuy nhiên, vì đàn ông mặc cái áo kiểu ngắn như vậy mà nó giống như cái váy, thành ra đôi lúc phái nam đi chơi hoặc ngồi xuống nhiều khi không có để ý, không kín đáo, không kín đáo thì nhiều khi làm cho quý bà quý cô có đỏ mặt. Dạ vâng. Thế anh, màu tóc, màu da, màu mắt thì sao? Họ giống là họ hoàn toàn Á Châu chúng ta. Có thể giống như một người Việt Nam hay là một người Miến Điện chăng, hay là một người Tây Tạng? Có thể giống người Miến Điện hơn. Đã, chúng ta có thể, tại vì cái dãy Hy Mã Lạp Sơn chạy sát xuống cái phía bắc của Miến Điện để chấm dứt, và chúng ta biết thì nó cũng cách đó từ một cái biên giới với Ấn Độ. Nhưng mà họ hoàn toàn không phải là cái người mà gốc Ấn. Thành ra có lẽ người Bhutan là gần với người Miến Điện và người Đông Nam Á của chúng ta nhiều hơn. Cái nguồn lợi về kinh tế chính của Bhutan là gì? Lâm nghiệp, nông nghiệp và một số những bây giờ vấn đề là du lịch cũng là một trong những cái kỹ nghệ mà người Bhutan, chính phủ Bhutan đã bắt đầu để ý. Thế tuy nhiên họ rất là chọn lựa. Anh Thái giờ muốn đi một mình, anh đi vào Bhutan, anh không xin visa được, họ không cho. Và anh muốn đi thì anh phải đi qua một cái group, và với AT&T Tour thì anh mới đi được. Chứ là cá nhân là không được vào. Cá nhân họ rất là giới hạn. Tại vì qua đến nơi chúng ta nhìn qua cái thủ đô, đó là một cái thủ đô lớn của một cái đất nước như vậy, mà không có McDonald's, không có Starbucks, không có những cái gì của Âu Châu. Uống cà phê được. Cà phê họ có, họ đều có hết. Họ đều có những quán buôn bán, họ cũng bắt chước theo kiểu đó. Nhưng mà tất cả đều nó nằm trong một cái kiến trúc bắt buộc phải của Bhutan. Và ở thủ đô Thimphu anh không tìm thấy được những nhà cao tầng.
chỉ có nhà chừng 4-5 tầng là cùng lắm rồi, và hoàn toàn được kiến trúc theo kiểu Bhutan. Và đồng thời những cái thắng cảnh du lịch, chúng ta có thể nhìn những cái kiến trúc tượng Phật ngay tại thủ đô Thimphu, chúng ta tìm thấy những cái đại bảo tháp ở ngay thủ đô Thimphu, và chúng ta nhìn thấy những các nơi sân đình để mà chơi những môn thể thao như bắn cung, phóng phi tiêu vào những dịp lễ cuối tuần. Và đặc biệt là có cái lối điệu vũ Tetsu, là một cái điệu vũ rất là đặc biệt. Tôi có dịp chứng kiến họ đang tập luyện tại trong một cái Timpujong chẳng hạn. Và những cái hình ảnh đó qua cái video clip quý vị có thể nhìn thấy, melody của cái âm nhạc cũng rất là hay. Và đồng thời những người thiếu nữ và người phái nam họ đều rất là uyển chuyển và dịu dàng trong cái điệu múa của họ, Và đó là những cái điểm mà tôi nghĩ là thu hút du khách rất là nhiều. Và đồng thời đó, những ai muốn tìm hiểu về một cái văn hóa của một cái đất nước nằm trên dãy núi Himalaya Sơn, có lẽ Bhutan là một đất nước hoàn toàn khác hẳn với Nepal và khác hẳn với cả Tây Tạng và khác hẳn với cả Ấn Độ. Thimphu là thủ đô của Bhutan mà anh bảo rằng không có tiệm McDonald's, không có Starbucks, thế thì có quán bán bia không? À, bia tôi nghĩ có. Anh nghĩ thôi, lại có uống thử bia. Tôi biết là có người uống, nhưng mà dĩ nhiên cá nhân tôi thì tôi không uống bia. Nhưng mà tôi biết là đi thì chúng ta order để có bia cả. Thực phẩm của người Bhutan thì sao? Họ ăn về trái cây và rau nhiều, và đặc biệt ở bên đó đậu nành rất là ngon. Tôi đã ăn cái dịp ăn những cái hột đậu nành đó ở trong cái cây. Và chúng ta thấy ăn nó thơm và nó bùi hơn đậu nành chúng ta rất là nhiều. Còn thời tiết? Thời tiết thì tương đối vào những mùa mưa thì khá khắc nghiệt, và những vào mùa đông thì nó lạnh. Tuy nhiên thì chúng ta đi du lịch ở Bhutan, chúng ta vào những điểm gần sát vào những cái mùa ấm. Và đồng thời thì tháng 9, tháng 10 là những nơi rất là tốt. Thế tuy nhiên thì nó vào những dịp lễ hội, thành ra rất là khó để mà giữ chỗ để mà đi. Nhưng mà qua những tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì đều tốt cả. Dĩ nhiên tháng mùa hè là tháng mưa. Bhutan được mệnh danh là cái nóc nhà của thế giới trên giấy Himalaya. Nhưng mà chắc là mùa đông sẽ lạnh lắm. Tuy nhiên thì chúng ta, anh cứ hình dung như thế này. Cái dãy Himalaya Sơn đó, nó là chỉ là cái mảng của hai cái lục địa Ấn Độ và Á Châu nhập lại với nhau. Và hai cái lục địa đó khi nhập lại thì nó đẩy nhau thì nó cao lên thành cái Himalaya Sơn. Và cái Himalaya Sơn đó thì anh nhớ là Nepal cách đây 1-2 năm đó đã xảy ra một cái trận động đất rất là lớn. Và cái dãy Himalaya Sơn mỗi năm đều cao lên cả, lên cao lên bao nhiêu cm đó. Thành thử nóc nhà thế giới thì nằm ở Nepal. Tức là nếu mà anh đi máy bay từ Kathmandu đi sang Bhutan, anh bay trên máy bay và anh nhìn xuống qua những video clip mà tôi đã có dịp quay đó, thì anh thấy Himalaya Sơn Everest chỉ là nằm phía dưới biển mây, đẹp vô cùng. Và đó cũng là những cái không gian rất là đẹp, và chỉ khi nào chúng ta đi Nepal và Bhutan thì chúng ta mới thưởng thức được cái đó. Lúc nãy anh bảo rằng đi cá nhân thì không được, phải đi qua một cái công ty về du lịch chẳng hạn. Thì bây giờ với những người khán giả mà đang xem chương trình này, nếu mà muốn đi Bhutan thì liên lạc làm sao? Quý vị có thể đi qua với văn phòng du lịch AT&T Tours, hoặc là quý vị có thể liên lạc thẳng với tòa đại sứ của Bhutan tại Hoa Kỳ. Thì đó là những cái thông tin mà người ta sẽ cho quý vị biết là nên xin visa như thế nào. Tại vì vào Bhutan thì chúng ta vẫn có visa. Thế tuy nhiên thì đối với Hoa Kỳ thì chúng ta rất là thoải mái. Thế tuy nhiên là xin để đi vào đó, thì nếu đi cá nhân thì thường thường chúng ta bị từ chối. Chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyên Thắng là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours có văn phòng tại miền Nam California. Tuần này đến đây là chấm dứt, và hẹn gặp lại quý khán giả và anh Thắng trong chương trình tuần tới. Chúng tôi sẽ nói thêm về một cái thành phố mà anh Thắng nói rằng rất đẹp của bên Bhutan, đó là thành phố Putnakha. Putnakha. Cảm ơn anh Thái và xin kính chào quý vị khán thính giả. Chương trình Thế giới trong tầm tay do anh Trần Nguyên Thắng là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours phụ trách, cùng với Đinh Quang Anh Thái, trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Thắng. Chào anh Thái. Thế tuần trước thì anh có nói về Bhutan và nói về thủ đô Thimphu của Bhutan. Thì tôi hỏi một câu rất là căn bản của một người không biết gì về cái xứ sở đó cả. Thí dụ anh muốn thuyết phục tôi là nên đi thăm Bhutan, thì anh sẽ nói những điểm gì nổi bật để một người
sẽ phải đi bay từ đây mà bay qua bao nhiêu sông núi mới tới được một quốc gia mà anh gọi là cái gì đó, ngôi nhà của thế giới, nóc nhà của thế giới. Cảm ơn anh Thái. Và câu hỏi khá khó khăn, để làm sao thuyết phục một người không biết gì về đất nước ở Bhutan mà có thể đi đến Bhutan để xem những cái gì, thì đó cũng là một cái tôi nghĩ là khá là không dễ dàng để mà thuyết phục trong vòng mà chúng ta chỉ nói chuyện trong vòng 10-15 phút. Thế tuy nhiên thì một cái điểm mà có lẽ cá nhân tôi đó, tôi cũng thích thú về Bhutan khi mà người ta nói đến một cái tiêu chuẩn sống, cái gọi là cross national happiness, tức là tổng sản lượng hạnh phúc của người dân để mà so mức sánh độ với hạnh phúc đấy. Là chứ không phải người ta đặt nặng vấn đề là tổng sản lượng sản xuất của một cái quốc gia. Thì khi mà nghe như vậy đó thì anh Thái thấy nó cũng có vẻ tí là lạ rồi đúng không? Thì nếu mà chúng ta để ý như đó và chúng ta có những cái câu hỏi tò mò về những cái hình ảnh đó, những cái ý nghĩa của cái chữ đó, thì chúng ta thế nào cũng phải đến Bhutan. Thì để chúng ta đến nơi và chúng ta biết xem cái đất nước nó như thế nào để mà cái nhà vua họ cho một cái hướng đi, dùng cái triết lý Phật giáo, dùng cái nhân sinh quan của Phật giáo, và để thế nào làm để đạt được cái mức độ là hạnh phúc của người dân. Người dân Bhutan về mặt tinh thần họ sống hạnh phúc? Tương đối thoải mái, không bị một cái gọi là gọi vật chất xô đẩy quá mạnh. Và cái đặc biệt như tôi nói, thí dụ như thành phố Thimphu đó, một thành phố có khoảng hơn 90.000 dân và sống trong một cái thành phố như vậy. Và anh có hình dung là cả một thành phố không hề có một cái đèn xanh đèn đỏ, thì anh nghĩ như thế nào? Cả thủ đô? Cả thủ đô. Cả một con đường phố chính của Thimphu, chúng ta đến nơi và chúng ta chỉ thấy một cái bot cảnh sát duy nhất đứng ở ngã tư đường để mà có những người cảnh sát chỉ đường, chỉ dẫn sự lưu thông. Và đó là một cái hình ảnh cho chúng ta cảm nhận được cái dễ dàng của đời sống rồi. Khi mà anh không bị cái đèn xanh đèn đỏ stop, từng stop một. Ở đây thì anh đi đâu thì anh cũng phải nhìn cái đèn xanh đèn đỏ. Đó là đời sống tinh thần của dân Bhutan, chứ còn đời sống vật chất thì sao? Đời sống vật chất thì chúng ta có thể nhìn qua hình ảnh như thế này. Đây là một đất nước mà họ theo cái tinh thần Phật giáo và họ không sát sanh. Thành thử các anh có dịp đến Bhutan thì anh thấy rất là ngạc nhiên là tất cả những cái vấn đề, trong đó thí dụ về thực phẩm, thì chúng ta có thể ăn gà, ăn heo hoặc ăn bò đều có cả. Nhưng tất cả những cái thực phẩm đó đều được nhập cảng vào Bhutan. Người Bhutan họ không có sát sanh. Tôi xin phép anh cho tôi hỏi ngay cái này, thì cái này tôi thấy nó hơi kỳ này. Cũng có rất nhiều người bảo họ không muốn sát sanh, nhưng mà họ lại ăn cái thực phẩm do người khác sát sanh cho họ. Như vậy cũng hình thức nào cũng có tội chứ. Nếu mà theo suy nghĩ về tôn giáo, tại sao đã ăn thì ăn chay luôn. Còn đằng này mình bảo tôi không thích ăn thịt bò, thì con bò tôi không giết nó. Nhưng mà nếu ông Thắng giết thì tôi ăn. Cái đó là một cái câu hỏi không phải chỉ mình anh Thái, mà có thể du khách cũng đã từng hỏi những người hướng dẫn về nó. Nhưng thì họ quan niệm như vậy, và đời sống của họ quan niệm như vậy, họ còn nghĩ là họ vẫn không là người sát sanh. Nhưng mà thí dụ, tôi nói một thí dụ như chó chẳng hạn. Những con chó ở Bhutan nó là bây giờ nó là một cái vấn nạn, chứ nó không phải là đơn giản nữa. Tại vì bên đó họ không sát sanh, thành ra cái số lượng chó được sinh sản rất là đông. Và chúng ta có thể đến một thủ đô hay đến bất cứ một cái thành phố nào của Bhutan á, đêm đến chúng ta đều nghe tiếng chó nó đuổi nhau và nó chổi sủa vang cả xóm. Thế tuy nhiên thì người Bhutan đã không giết, nhưng mà như thế này, chính phủ Bhutan đã tìm ra một cái cách khác để mà giảm cái số lượng chó phát triển. Bằng cách nào? Bằng cách là tất cả những con chó mà được đó thì được đem thiến cả. Và khi thiến được một con chó rồi đó, thì người ta sẽ làm dấu hiệu cắt một cái phần ở trên cái tai. Thì tất cả những con chó chạy rong đó, người ta nhìn, người ta biết à, con chó này đã không còn có khả năng để sinh sản nữa. Và đó là một cái cách để giảm cái số lượng chó phát triển ở trên trong cái xã hội ở Bhutan. Thế tuy nhiên phải nói như thế này, nếu anh gặp những con chó ở bên Bhutan á, không có con chó nào mà kiểu mà gầy, mà cái kiểu đi lang thang, mà kiểu mà vô gia cư. Tất cả những con chó đấy mình gặp mình thấy rất là lạ, nó đều mập mạp cả, và có nhiều con rất là khôn và rất là thông minh. Mình đến và nó biết cái người nào có thể giúp cho nó có miếng thức ăn, và nó đi theo mình, và nó rất là thân thiện, chứ nó không có cái gọi là tấn công người lạ. Nghĩa là chính phủ Bhutan cũng chưa hề biết là có những quốc gia trên thế giới là Nam đúng. Hàn hoặc là Việt Nam chẳng hạn, hay là Thái Lan. Tôi có đề nghị đó. Và đó là một cách là kinh tế giải quyết vấn đề gọi là thịt chó của bên Bhutan.
Thưa anh, với một cái thủ đô mà Thimphu mà không có một cái đèn xanh đèn đỏ làm như vậy thì cái mức độ kẹt xe hay là ô nhiễm môi sinh do khói xe đã có nhiều? Tôi không nhìn thấy sự gọi là air pollution ở bên bên thủ đô Thimphu. Và chúng ta phải nói thêm như thế này là đến với thành phố thủ đô Thimphu đó là chúng ta có thể tìm hiểu được một số những cái căn bản của đất nước Bhutan. Chúng ta có thể hiểu qua vấn đề Phật giáo, chúng ta có thể hiểu về kiến trúc của họ, chúng ta có thể hiểu về văn hóa của họ, chúng ta có thể hiểu về cái đời sống của họ, và chúng ta có thể hiểu rất là nhiều điểm của người Bhutan nó khác hẳn với những cái quốc gia trên thế giới như thế nào. Tại vì họ sống là họ sống vừa ở thung lũng, và những cái gọi là những cái ruộng bậc thang đó là một cái căn bản rất là nhiều ở Bhutan. Chúng ta đến Thimphu chúng ta cũng nhìn thấy một ruộng bậc thang. Chúng ta đến thành phố Punaka, đó là thành phố đẹp nổi tiếng, chúng ta cũng thấy ruộng bậc thang, ở đâu cũng có cả. Và đồng thời chúng ta bất cứ một thành phố nào chúng ta đến đều chúng ta gặp một cái gọi là cái yong. Yong là một cái thành lũy, là một cái pháo đài mà trong đó vừa có tu viện, vừa có cái sự quản trị về hành chính của cái người dân địa phương. Thành thử anh đến thì chẳng hạn như đến Thimphu nó có Thimphu Yong, đến Paro, thành phố Paro là nơi có cái phi trường quốc tế hạ cánh của các máy bay, thì đó nó cũng có cái Paro Yong. Và chúng ta đến Punaka là một thành phố rất là đẹp, rất là hiền hòa và rất là không biết nói là sao, nhưng mà đó coi như là một cái thiên đường về cái không gian đồi núi ruộng bậc thang mây quá đẹp, và mỗi nơi đều có những cái kiến trúc của Bhutan để cho chúng ta đã đến thưởng ngoạn. Và đặc biệt là đến Bhutan thế nào chúng ta cũng được người hướng dẫn địa phương đó, họ cho mình xem được những cái môn thể thao của người Bhutan. Họ chơi những cái môn như là bắn cung, và đồng thời họ chơi những cái môn là phóng phi tiêu, đó là những môn thể thao rất là khỏe khoắn. Và mỗi lần cái người nào mà thiện nghệ mà trúng được cái đích đó thì tất cả những người chơi đó đều đứng lại hát mừng người đó. Thì đó là những cái điểm về văn hóa, về cái thể thao rất là đặc biệt mà có lẽ chỉ Bhutan mới có thôi. Chúng tôi chờ đợi ngay chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Minh Thắng sau ít phút thông tin thương mại. Vâng, cái câu hỏi của tôi là về động vật hoang dã. Thì nếu mà đến động vật hoang dã thì tôi có dịp để tôi, cá nhân tôi đó, thì tôi đã xem được hai cái loại động vật mà có lẽ ngay ở khu vực khác đều không có. Đó là một cái con gọi là Takin. Takin, nó là hình thức giống như cái đầu bò. Thế nhưng mà cái người nó giống như một loại ngựa. Thành thử nó hơi khác, và qua cái hình ảnh của cái video clip quý vị có thể hình dung cái con vật hoang dã này như thế nào. Và đây bây giờ nó trở thành cái biểu tượng, nó là gọi là National Animal Bhutan và đã được bảo vệ đó. Và cái loại này thì nó chỉ sống trong cái khu vực của châu. Nó không phải là châu mà nó lạ, nó giống như một loại vừa là đầu bò mà vừa có mang cái hình thức là cái con dê đó. Và cái nó là hình thức mà mình không gặp. Thành ra qua cái hình ảnh thì quý vị có thể hình dung được cái con nó như thế nào thôi. Và đó là một cái loại động vật hoang dã bây giờ trở thành sự quý hiếm, và đó là trở thành được cái cần được bảo vệ ở bên Bhutan. Và cái loại này thì nó cũng kéo dài qua cả biên giới với bên China. Và thêm một cái nữa, khi đến Punaka thì tôi đã gặp những cái giống chim rất là lạ. Thì nó những cái con chim này bay rất là nhanh và nhanh như cắt, nhưng mà đồng thời nó tương đối là khá lớn, và quay phim và cố ý để rình để mà quay nó cũng quả thực rất là khó khăn. Thì qua một cái đoạn video clip nhỏ quý vị có thể hình dung được cái con loại chim như thế nào đó. Thì đó là những con vật mà chỉ có ở Bhutan. Thế anh, tôi có đọc một bài báo họ nói về một cái loài chó của các cái xứ sở trên cái dãy Himalaya Lạp Sơn, chó của Tây Tạng Tibetan Dog. Có một, hình như bên Mỹ nó có một vài người có, thế một gia đình ở bên Florida đã mua con chó đó. Đúng. Với giá là vào khoảng 700.000 Mỹ kim. Đúng. Cao và trông như một con sư tử, bởi vì nó biểu tượng cho cái sự hùng mạnh, cho cái sự thịnh vượng vân vân. Thế thì anh đã đi Tây Tạng nhiều lần, và anh đi Bhutan, anh có thấy rằng anh có được nhìn thấy cái loài chó đó không? Ở bên Tây Tạng thì họ đó là một kỹ nghệ để nuôi. Nó gọi là chó ngao. Đó. Và cái con chó này thường thường thì nó màu đen, nó giống như loại chó đốm á. Đó. Mà cái mõm vàng, nhưng mà dĩ nhiên như anh nói nó rất là to. Thế tuy nhiên thì những cái con tôi biết là có những người đó họ đã bỏ ra một cái số tiền lớn là nửa triệu đô la để mà mua một con chó để đem về Thượng Hải để nuôi chẳng hạn. Và nó trở thành một kinh nghệ, thành ra
cái chỗ nuôi chó là được bao nhiêu nhân viên để mà trông nom những con chó đó, để cho ăn uống, để cho cách nuôi nó như thế nào. Thế tuy nhiên thì anh biết Tây Tạng nó nằm trên một cái độ cao, không phải thấp như lè tè như là trong ngay cái đời sống của chúng ta ngay trên cái mặt biển. Thành thử những loại chó đó nhiều khi nó thích ứng với độ cao. Thành thử có nhiều người mua về và nó mất, nó chết đi. Thành thử cái đó là khi mà mua thì chúng ta cũng phải rất là cẩn thận và xem cái đời sống của con chó nó phải thích ứng từ từ Hay nhất là mình thích loài chó đó mình dọn luôn về Tây Tạng mình ở mình gì sống với nó thôi. Bhutan có loài chó đó không? Bhutan thì tôi không thấy được cái loài chó đó, tại vì Tây Tạng dù sao vẫn cao hơn bên Bhutan, nó trên một cái dãy núi cao hơn về bên Hy Mã Lạp Sơn. Du khách tới Bhutan thì giả dụ muốn mua món quà gì đó về cho bằng hữu cho gia đình thì mua cái gì được? Nó biểu tượng của Bhutan. Biểu tượng Bhutan thì như anh biết thì bên Tây Tạng cũng như Bhutan cũng như bên Nepal đó, thì chúng ta thường hay nhìn thấy cái vòng cầu nguyện đó quay giống như cái bánh xe đó là Wheel of Life, để mà người thay vì bên Việt Nam chúng ta thì hay quý vị đi chùa hay dùng cái tràng hạt để thì bên này thì họ cầm cái đó họ quay và hoặc đi hoặc là thì tất cả những ngôi chùa ở bên Bhutan đều có những cái vòng đó và họ đi dọc quanh tường và họ quay và họ cầu nguyện. Thì đó cũng là một trong những cái món quà kỷ niệm chúng ta có thể mua, nhưng mà chúng ta có thể mua ở Bhutan cũng được, chúng ta mua ở Nepal cũng có, ở bên Tibet cũng có. Nhưng mà có một cái là nếu mà quý vị rất là thích về Phật giáo của Bhutan và cái phái Phật giáo của bên Bhutan đó là cái phái gọi là Tantra. Kim Cang Thừa. Kim Cang Thừa, nhưng mà nó lại một cái hệ là Tantra thì mới được. Và nếu mà quý vị thích, họ có bán tất cả những cái bức tranh Phật giáo. Và nếu chúng ta không tìm hiểu cái tôn giáo đó và chúng ta không có đào sâu vào chút xíu mà chúng ta chỉ qua những cái hình ảnh mà trước mặt chúng ta thì chúng ta rất là hiểu lầm, và chúng ta tưởng đó là một cái hình thức về nhục dục, về xác thịt thì cái đó là chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị kỹ về một cái trình độ nào để mà hiểu về cái Phật giáo của Bhutan. Và cái điều đó là chúng ta đi khắp nơi ở Bhutan chúng ta đều gặp cả. Và dĩ nhiên nếu chúng ta không bỏ những cái suy tư, những thành kiến cũ thì chúng ta dễ bị những cái sâu. Thế anh, trong thời lượng cái buổi phát hành ngày hôm nay cũng sắp hết rồi, thì bây giờ anh có thể nói thêm những điều gì về Bhutan mà vì tôi là chưa bao giờ đi bên đó cả, cho nên chắc chắn là tôi chưa có thể hỏi được hết. Mời anh. Nói đến Bhutan thì thứ nhất là cái mà chúng ta đi khắp, tôi có dịp đi nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng mà nếu nói những đất nước nào có những cái điểm tương đồng như Bhutan thì tôi chưa thấy. Thứ nhất là nói đến cái vấn đề cái gọi là cái mức độ hạnh phúc của người dân, thì định nghĩa như thế nào thì chúng ta phải đến nơi Bhutan thì chúng ta mới tìm hiểu được. Cũng họ dĩ nhiên khi mà tìm hiểu một cái ngôn ngữ như vậy, cái mức độ hạnh phúc khó lắm, tại vì thế nào là hạnh phúc mà thế nào là không hạnh phúc. Thành thử thì cứ đến nơi chúng ta mới biết, và nhìn qua cách sống của họ thì mình mới biết được. Đồng thời cái kiến trúc của Bhutan nó cũng khác hẳn, và đồng thời cái gọi cái nếp suy tư, cái triết lý sống của họ nó cũng tạo cho mình cái hình ảnh khác hẳn, cái văn hóa, và đồng thời những cái sinh hoạt đời sống của họ cũng tạo cho mình những cái phải suy nghĩ lại về cái đời sống. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà khoa học ngày nay tiến bộ rất là nhanh, và nó đi nhanh đến mức độ để chúng ta không theo kịp cái tiến bộ khoa học. Thành thử nếu chúng ta tìm lại cái thực sự con người khi mà sanh ra để sống như vậy, có thực sự phải để sống để mà chạy theo khoa học không? Thì cái điều đó đến Bhutan thì chúng ta sẽ có dịp không có đèn xanh đèn đỏ, chúng ta dễ suy tư hơn. Và không có những cái cảnh mà cảnh sát quá nhiều ở ngoài đường thì chúng ta có nhiều cái suy tư hơn. Thì xin lỗi anh cắt lời anh bảo là không có đèn xanh đèn đỏ và không có pollution vân vân, tức là bị ô nhiễm môi sinh đó. Nhưng mà nó có cái hiện tượng khắp thế giới đều bị, nó gọi là backseat driver đó. Tức là mình lái mà có cái người phía sau léo nhéo bảo cả tay trái và tay phải, có cái đó không? Có. Vì Bhutan cũng bị cái đó. Thực sự thì cái câu hỏi của anh để cho anh Thách tự trả lời thôi. Tức là đây nó gọi là hiện tượng universal phenomenon, một cái hiện tượng có mang tính cách nhân loại và toàn cầu. Tức là lúc nào có người léo nhéo bên cạnh bảo là quẹo thế này, quẹo kia, phải không? Đó là âm thanh stereo đấy anh ạ. Cái áo này tôi thấy anh để là top of the world, tức là cái mái nhà của thế giới. Đây là cái trang phục cổ truyền của Bhutan hay sao? Không, không. Đây chỉ là một cái kỷ niệm mà chúng ta có thể mua ở ngay bên Nepal. Đó là nóc nhà của thế giới. Và dĩ nhiên bên Nepal, một cái đất nước họ, chúng ta có dịp chúng ta sẽ nói về Nepal. Đây là một cái đất nước mà có nhiều đỉnh cao của thế giới, đỉnh núi cao của thế giới. Và đây cũng là nơi mà chúng ta đã nghe đến một trận động đất rất là lớn vào những
năm vừa qua. Và như thế nào thì chúng ta sẽ trở lại được với Nepal, và đó là thành đất nước của nóc nhà thế giới. Bhutan. Nepal. Nepal. Thế anh, cái lần sắp tới mà anh sẽ đi Bhutan và Nepal là lúc nào và liên lạc? Hy vọng chúng ta có thể đến, chúng tôi dự định làm một chuyến đi về Nepal và Bhutan vào tháng 4 và dĩ nhiên tháng 9 hoặc tháng 10. Đó là những tháng mà tương đối tốt để chúng ta đến thăm các đất nước ở trên nóc nhà thế giới. Chào tạm biệt quý khán giả của Người Việt TV và anh Trần Nguyên Thắng. Quý vị vừa mới nghe chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay được phát hành mỗi tuần trên màn hình của Người Việt TV. Xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng, là giám đốc điều hành của AT&T Travel and Tours, do Đinh Quang Thái phụ trách. Kính chào tái ngộ quý khán giả và anh Trần Nguyên Thắng. Chào anh Thái và chào quý vị khán thính giả. Đây là tuần lễ thứ 3, chúng ta nói chuyện về Bhutan. Đất nước Bhutan là một trong những quốc gia mà nằm ở trên đỉnh Himalaya, mà được mệnh danh là cái nóc nhà của thế giới. Trong chương trình kỳ trước, anh có nói đến một thành phố mà anh bảo là rất đẹp, đó là Punakha. Punakha. Xin mời. Dạ, Punakha là một cái thành phố, chúng ta có dịp nói đến thành phố thủ đô là Thimphu. Và từ cái thủ đô Thimphu này đó, chúng ta muốn đi đến Punakha, chúng ta đi về hướng đông bắc, và cái khoảng cách của nó chỉ có 72 cây số thôi. Thế tuy nhiên thì với cái đường xá của đèo và đi trên các sườn núi, các chừng núi, thì chúng ta phải mất khoảng 3 tiếng đến 4 tiếng đồng hồ để mới đến được cái thành phố Punakha, anh Thái. Nhưng mà Punakha khác với lại là Thimphu cái chỗ nào? Thimphu là thủ đô, thành ra tương đối với một cái dân số là hơn 90.000 dân thôi, nhưng mà đã là một thành phố lớn rồi. Trong khi chúng ta đến với Punakha thì dân số chỉ là khoảng 15.000, và ở đây coi như là những cái cánh đồng bình nguyên rất là phì nhiêu, nhưng mà nó phải chỉ là bình nguyên không, mà nó là những cái ruộng bậc thang, tuy không có cao hẳn, nhưng mà nó được sắp xếp. Thành ra đến Punakha vào những mùa như tháng 9, tháng 10, đó là mùa lúa chín, và người ta bắt đầu gặt hái về lúa đó, thì chúng ta mới nhìn thấy những cánh đồng vàng, xanh, bát ngát, và nằm dọc trên cái chừng núi. Thì đó là một cái thắng cảnh mà tôi nghĩ là, tôi có dịp đến Sapa, Việt Nam rồi, thì có nhiều người khen về Sapa, về những cái ruộng bậc thang của Sapa. Nhưng quả thực nếu mà cá nhân tôi suy nghĩ và tôi đánh giá, thì quả thực Punakha nó cho tôi nhiều cái ấn tượng rất là mạnh về cái không gian của nó, về những cái ruộng bậc thang, về các chiền núi, về những ngôi nhà màu sắc của người Bhutan, và đồng thời những cái hình ảnh của núi, của mây và sương mù nằm trong một cái khu vực mà chúng ta không có thể nói là thần tiên như thế nào, chúng ta không nhìn thấy, nhưng đến đó và chúng ta nhìn những hình ảnh đó thì tôi gọi là thần tiên. Nhưng mà anh nói rằng thủ đô Thimphu chẳng hạn không có đèn giao thông với một dân số 90.000, nhưng mà là hẳn đời sống tại Bhutan chậm lắm không? Và người dân người ta phải hiền hòa lắm. Tương đối là không có làm cho mình khó chịu. Du khách đến đó chúng ta được người dân Bhutan họ rất là lễ phép. Chẳng hạn như anh nói chuyện với họ hoặc là anh mua bán cái gì họ đưa cho anh bằng hai tay. Chẳng hạn, và có một cái cử chỉ rất là lịch sự, làm cho mình cảm, dĩ nhiên trong cái lịch sự của họ mình cảm thấy được cái sự lễ phép của họ, nhưng mà tôi không tin là người Nepal, là những người Bhutan ở Bhutan á, là có những cái tư tưởng hèn nhát, nó khác hẳn nhau. Qua những cái hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy cái người thanh niên họ bắn cung và họ vui đùa, anh có hình dung cái bắn cung á, là môn thể thao như thế này, là cái người bắn cho đến cái đích nó xa tới 145 mét, tương đối khá xa, và cái đích nó chỉ bằng cái tờ giấy này thôi, lớn hơn tờ giấy này một chút, mà họ đứng với cái khoảng cách như vậy họ bắn mà vẫn có người bắn trúng. Và một khi mà người ta bắn trúng vào đúng cái đích đó, thì cả nhóm người hai bên, cái hai bên đang tranh tài với nhau đó, họ đều đứng lại, họ hát để chào mừng cái người vừa bắn trúng, và họ vừa đá nhịp, và đồng thời họ có những cái giải thắt lưng, họ thắt thêm vào người đó, thì để cho biết là người đó, nếu mà người nào có nhiều cái giải vải mà thắt vào người lưng đó, thì chứng tỏ người đó là tay xạ thủ, và dĩ nhiên được các cô thích thú hơn. Đó thì đó là một cái môn thể thao. Nhưng mà đồng thời thì nói đến trở lại cái không gian của Punakha đó, cái không gian của miền quê nó như vậy, nhưng mà khi chúng ta đến Punakha nó còn quên trở lại với anh Thái một chút, Punakha nó còn là cái kinh đô cũ, tức là cái cố đô Bhutan. Của Bhutan trước khi nó được thiên đô về Thimphu. Thành thử nó cũng để có cái nét của nó, và nhất là nó có cái Punakha Yong,
là một cái pháo đài, là một cái thành lũy. Và trong cái thành lũy đó thì nó có một cái phân chia, là một phần trước là dùng về quản trị hành chính của cái Punaka, cái vùng Punaka. Còn phần sau là cái tu viện để dành cho bên Phật giáo Bhutan, và họ có là những tu sinh ở trong đó, và họ làm những nghi lễ Phật giáo ở trong đó. Và đó là một trong những cái nơi chốn để mà huấn luyện con người Bhutan. Thành thử chúng ta thấy đến Bhutan chúng ta học hỏi khá nhiều về những cái điều mà chúng ta hình dung không có hình dung được ở cái sinh hoạt ở phía phương Tây của chúng ta. Chẳng hạn như về tu viện, về những cái cách của người ta ứng xử với nhau, về những cái mà đời sống rất là chậm rãi, và họ không có gì mà để đến nỗi phải chạy vội vã với đời sống cả. Thưa anh, cái động vật hoang dã của cái đất nước là như thế nào? Bởi vì tôi đi một cái nơi quốc gia thì hạn, ngoài con người, ngoài thực phẩm, ngoài mọi thứ, tôi rất thích tìm hiểu về động vật hoang dã. Nhưng mà trước khi anh trả lời đó, để mời quý khán giả theo dõi một vài thông tin thương mại.